Dạ, em xin chào các cô chú, anh chị và các bạn. Em là bên kênh bán hàng HTK. Thì hôm nay em giới thiệu một cái mã sản phẩm em đang bán là buji chính hãng Denso. Thì mà em xin giới thiệu qua là Denso là những năm đầu mà Honda về Việt Nam mình thì sử dụng những cái buji Denso nha các cô chú, anh chị và các bạn. Thì nhiều khi Denso nó mất hút trong cái thời gian gần đây á, không có nằm trong cái xe các bạn đang sử dụng á. Thì nhiều khi công ty hãng Honda nó chuyển về NGK những bạn, thì cái mã Denso trên thị trường thì cái hàng nhái nó rất là ít các bạn. Hiện giờ tại thời điểm bây giờ thì Denso hàng nhái hầu như nó chưa có phát triển mạnh nha các bạn. Thì mình nhập đây là nhập từ công ty Thiên Nhẫn, một công ty chuyên phân phối các cái mặt hàng đồ máy chính hãng nha các bạn. Thì mình nhập hôm nay rất là nhiều người cua đồ FCC luôn. Thì hôm nay mình giới thiệu thêm cái mã buri chính hãng Denso. Thì cái giá buri chân ngắn là 25.000 và buri chân dài là 35.000 nhé các chú anh chị và các bạn. Thì mình có quy cách đóng gói của cái buri chính hãng là như thế này nhé các bạn. Thì mình cũng cho các bạn xem luôn. Đây, quy cách đóng gói của buri chính hãng. Thì đây là cái mã này các bạn. Đây là cái mã buri chân dài sử dụng cho những xe tay ga này các bạn, mà có cái chỉ số điện trở và có cái điện cực nhô lên. Thì ký hiệu của mã là U20EB. B là ký hiệu cho điện cực nhô lên nhé bạn. R9 rồi nè. Thì mình sẽ mở ra quy cách đóng gói của người ta như thế này. Thì Denso là công ty Nhật Bản chuyên sản xuất dìa buri Denso và các mặt hàng dìa điện tử rồi luôn nhé bạn. Mặt hàng điện tử thì người ta sản xuất tại nơi nhà máy người ta không có giấu giếm nha bạn. Người ta vẫn ghi là made in China luôn nhé bạn. Thì các bạn an tâm, nhà máy người ta đặt tại Trung Quốc. Thì người ta ghi thẳng trên hộp. Và đây là cái thùng nguyên siêu của buri N ở Denso nha các bạn. Thì quy cách đóng gói là 10 hộp, một hộp nhìn 100 cái buri nha các bạn. Đây 100 cái buri. Thì Denso chân dài đó là cái chân phổ thông nha các bạn. Thì các bạn biết cách xài buri thì các bạn nên mua những cái buri có điện cực nhô lên nha các bạn. Thì xài nó ok, tốt. Giá thành nó cũng đắt hơn nha các bạn. Đây. Thì mình đang mở ra là nguyên đai nguyên kiện là như thế này. Mã nó là như thế này nha các bạn. Thì mình sẽ lấy ra. Thì mình đang bán, mình không bán lẻ từng cái để đóng gói cho các cô chú anh chị đi được, mà các cô chú anh chị mua kèm đơn rồi mình bán theo nha các cô chú anh chị. Chứ mình không có đóng bán lẻ từng cái buri. Tại vì buri chính hãng Denso hầu như nó cao hơn NGK, mà các bạn khỏi phải lo hàng nhái nha các bạn. Đây là buri Denso chân dài. Thì đối với đời quay rồi các bạn có thể xài mã này luôn. Thì nó rất là ok. Thì những cái đề quay đồ á, thì nó xài cái không có điện cực nhô lên nha. Chút thì mình sẽ so sánh cho bạn. Không có điện cực nhô lên đấy, mình lấy cái bên đây ra cho bạn xem nè. Đây nè. Đó, mình lấy cho các bạn xem. Đó là U22. Không có điện cực nhô lên, vẫn là chuyên dài mà không có điện cực nhô lên nha các bạn. Đây. Đây là U22ES nha bạn. Chuyên dài không điện cực nhô lên. Thì mình lấy cho một cái. Thì mà các bạn sử dụng mà có điện cực nhô lên mình thấy nó vẫn tốt nha các bạn, vẫn đánh lửa ok hơn. Thì cái giá thành nó cũng cao hơn chút nha các bạn. Đây, điện cực nhô lên là điện cực trung tâm này, nó một cái nhô lên một cái bằng ở dưới nha các bạn. Thì tùy các bạn, mình thì khuyên các bạn lấy những cái buri có điện cực nhô lên này mà chỉ số nhiệt nó cao á, nó giải nhiệt tốt hơn nha các bạn. Thì đây là mình có những cái dòng thông dụng nha các bạn. Còn riêng những cái clip với AB2010 đó các bạn, là cái buri ngay chỗ đây nè, ngay chỗ chân này nó sẽ có một cái không có răng nha các bạn. Thì các bạn sử dụng luôn cái này, các bạn gắn vô bình thường nha các bạn. Thì cái buri kia nó như vậy thì giá thành nó rất là cao mà, cao hầu như gần gấp đôi. Rồi mình bán mình xài mình biết, các bạn cứ lấy cái buri này xài luôn nha các bạn. Cũng không sao. Thì đây là quy cách đóng gói là một thùng đó là 10 cái hộp như thế này, mỗi hộp là 10 cái nha các bạn. Thì mình có bán sỉ luôn, các bạn mua bao nhiêu hộp thì cứ đặt hàng mình sẽ giao liền ngay tức khắc nha các bạn. Đây là cái buri chân dài, thì các bạn thấy rồi đó, rất là sắc sảo Denso nha các bạn. Những cái năm đầu thì Honda sử dụng Denso không nha các bạn. Năm đầu khi mà những cái xe mà đời quay rim nữa các bạn, quay rim đầu tiên thì sử dụng Denso nha các bạn. Quay rim quen pha đâu đó. Thời đó mình cũng mua một chiếc, mình mở ra cũng là sử dụng Denso. Rồi mình đi học tới bây giờ luôn. Thì Honda chuyển qua NGK.
Thì đối với thị trường á, hiện giờ Denso này không có hàng nhái nha bạn, nên các bạn an tâm. Đây là buri chân dài mà của đời quay đi các bạn. Thì mình khuyên các bạn, rồi tiếp theo đây mình sẽ khui những cái thùng của quay rim nha các bạn. Quay game rồi mình nói luôn, quay game đời đầu á, đối với cái mã Denso á thì vẫn có quay game đời đầu á. Mã Denso mà chỉ số nhiệt mà thấp á, đối với quay game City rồi các bạn sử dụng cái mã U16 này. U16 là như thế này. Thì đối với U16 thì chỉ số là chỉ số buri nóng. Thì buổi sáng đề nó rất là dễ nổ máy nha bạn. Như bù lại chờ mình chạy lâu á, nó nóng máy hơn cái chỉ số trung bình. Đây, hình dạng buri rất là sắc sảo nha bạn. Đó, buri công nghệ U á. Còn mình nói thêm luôn nha bạn, đây là cái hiểu biết thêm của mình. Thì công nghệ chữ U đây nè, chữ U của Denso á, những ký hiệu mà U vậy nè, thì mình các bạn nhìn thấy cái điện cực trung tâm đó, các bạn nhìn thấy nó là công nghệ đánh lửa, người ta làm chữ U nha mà. Đây mình gán, cố gắng đi lấy nét cho bạn xem, không lấy nét được đây, không thể lấy nét nhỏ được. Với là các bạn nhìn ở cái mảnh sắt này nè, nó sẽ uốn thành chữ U nha mà, cái mảnh dưới đây nè có chữ U, các bạn gì các bạn nhìn kỹ, nó là chữ U, là công nghệ đánh lửa của Denso, là chữ U nha bạn. Hàng nhái thì không có chữ U đó đâu nha bạn. Thì mình cũng giới thiệu luôn cái mã này là mã nóng nha bạn. U16 là mã nóng, rồi U trung bình là U20, U trung bình là U20 nha bạn. Đây, đối với quay game rồi chân ngắn nha bạn, các bạn không được lấy chân dài mà lắp cho chân ngắn nha. Đây là nóng nha, sử dụng cho Trung Quốc được nè. Rồi U20 là U chân ngắn tiếp tục nha bạn. U20 chân ngắn nè. Thì cái mã này gọi là mã chỉ số nhiệt trung bình. Mình cũng lấy cho bạn coi. Đây. Đó, mình lấy nét được rồi nè. Đó. Và cái chỉ số ăn chế U nè bạn, nè hình chữ U nha, ngay chỗ này nè, cái điện cực trung tâm, cái miếng sắt này lên đây là hình chữ U nha các bạn. Đó, thì hiện giờ mình đang bán 25.000 một cái nha các bạn. Thì mua kèm đơn cho thí dụ các bạn Tết nhất, rồi các bạn có dọn xe thì thay cho một cái buri. Tại vì đối với buri mà thí dụ như đánh bỏ lửa thì xe chạy không ngọt, nhưng mà thì giá thành nó cũng rẻ. Mình khuyên các cô chú anh chị như hàng năm mình thay cho nó cái buri, tại vì buri trong hãng bây giờ người ta quy định cái số tuổi nó sử dụng rất là thấp, nhưng mà có 12.000 cây là hãng bắt thay hết rồi nha bạn. Rồi tiếp theo mình thua một cái thùng nguyên đai nguyên kiện cho bạn xem luôn, nguyên đai nguyên kiện của buri Denso, cái chỉ số trung bình của quay rim này các bạn. Đây là U20 FSU nha bạn, U này. Thì đây là cái chỉ số nhiệt trung bình. Thì đa số bây giờ là bán cái hàng này rất là nhiều nha các bạn. Đây là nguyên đai nguyên kiện, người ta cũng không có giấu cái gì nha các bạn. Đây là 100, nhưng mà sản xuất tại đâu mình cho các bạn coi luôn. Đây, Made in China nha các bạn. Made in China. Sản xuất tại Trung Quốc, Made in China luôn nha các bạn. Thì á, đồ Nhật, những công ty Nhật thí dụ như Sony đồ hay là Apple đỡ bạn của Mỹ, rồi người ta sản xuất người ta ghi thẳng lên luôn nha các bạn, người ta không có giấu giếm, người ta không có ghi là da băng hay là ấy các bạn. Công ty ở đâu thì người ta giới thiệu thẳng ở đó luôn. Thì cái thùng nguyên đai nguyên kiện là như thế này nha các bạn, mình sẽ xé ra cho các bạn coi. Một thùng đó là 100 cái, mỗi hộp đóng gói là 10 cái nha các bạn. Thì mình khuyên các bạn cứ vậy nè, mình mua mình gửi theo đơn thì chắc ăn các bạn được cái buri xịn nha bạn, buri chính hãng. Đây Denso cực kỳ ngon nha bạn, công nghệ đánh lửa chữ U ở dưới luôn các bạn, đó là công nghệ của Denso. Denso thì có những cái mã buri bạch kim iridium rất là đắt tiền nha bạn, trên hay gần 300.000 một cái nha bạn. Thì cái mẫu đó mình cũng chưa có làm triển khai nha bạn, mình chỉ bán tại tiệm những cái mẫu đó thôi. Thì đây là mình đang giới thiệu trọn cái những cái sản phẩm mà buri bán chạy tại thị trường bây giờ.
thì các bạn mua hàng thì có thể mua kèm theo đơn hoặc liên hệ theo cái số 0866830039 giúp mình. Và cái số mình ghi thẳng trên tiêu đề luôn đó các bạn. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đây là chi tiết mình giới thiệu Buri Denso. Và mình cũng xin kết thúc cái clip Buri của mình tại đây nha các bạn.